Hello, xin chào tất cả mọi người. Lời nói đầu tiên cho Hồng Lý gửi lời chào đến cả nhà thân thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Thì giờ này là buổi sáng bắt đầu Hồng Lý đầy ba đi qua mẹ Đông Hải. Thì mẹ Đông Hải thì sẽ có qua phà, qua đò. Thì chắc có lẽ là anh Tony Hà Tối nói là chắc bên mẹ Đông Hải á. Nên vì vậy là chút xíu thì mong cả nhà mình sẽ vào xem cái clip này và chia sẻ cái clip này nha cả nhà nha. Thì em nói là chuyến đi này thì em sẽ dành riêng cho hành hương và đến nơi tâm linh nhiều hơn. Bây giờ là trước khi mà qua mẹ Đông Hải thì em sẽ dạo quanh chợ để có một cái clip gửi đến cho cả nhà mình xem. Buổi sáng ở gần Quan Âm Phật Đài có bán những cái khô cá rồi nha cả nhà nha. Đi Lan đi. Ở đây là đặc biệt là ở đây là ba khía nha cả nhà. Đây là ba khía chưa có trộn nè, ba khía trộn rồi nè. Đó. Để em dạo một vòng nha chị nha, rồi lát em quay lại em. Đi hay đi tôm đi người đẹp. Đó, khô đó cả nhà. Lù đù nè, khô sặc nè. Đó, rồi khô khô này khô cái gì đó. Cá phai. Đó rất là đã, nếu mà ai mà là tính đồ của khô với lại anh chị mà ở xa mà thèm khô là thấy ở đây là không bao giờ chịu nổi đâu. Rất là nhiều luôn đó. Đa số là ở Cà Mau này là tâm đất thì tâm đất nha cả nhà. Đa số là tâm đất đó, nhìn rất là hoành tráng luôn đúng không cả nhà. Đó thì để con dạo một vòng lắm đó chị con ở nha con. Dạ cho con quay một vàng khô cả nhà thấy không. Tất cả là khô và khô, rất là khô không. Nhưng mà ở đây giá cả là đa số là tâm đất nha cả nhà nha. Nên là những con tâm nhỏ nhưng mà giá rất là cao. Dạ yeah. Cái này là con gì ta? Khô cá sạc. Khô cá kèo. Rồi cái này là khô cá hường. Cá hường cái này ngon lắm á. Khô nhỏ nhỏ chứ cá hường này ngon lắm. Đó, còn này là khô cá lóc. Rồi, còn cái này là sặc bổi gì không ta? Con nhỏ. Sặc bướm à, lớn sặc bướm. Sặc bướm. Tâm đất đâu ngon nè. Dạ. Đó, có nhà thấy không? Nè, tâm đất nè, chỉ có nhỏ nhỏ như vậy thôi là 500 là tâm đất nha cả nhà. Đó, tại vì mình thường thấy có nhiều khi có những con tôm khô bự được bự luôn cũng 500 ngàn, 400 ngàn. Nhưng mà ở đây là, này là tâm đất không đó cả nhà. Đó, tâm đất rất là chắc luôn. Hả? Tôm nước là em hỏi cô là tôm thiên nhiên đó đúng không con? Tôm thiên nhiên. Ờ. Đó những con tôm. Đó tôm đây khô mực. Lạp xưởng, đây mình dạo một vòng ở ở chợ nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Cả nhà mình có đây là ba khía, nếu mà ai là ghiền ba khía thì thôi thấy cái này là quá mê luôn. Ba khía này là chưa có trộn nè. Là ba khía này là mình luộc thôi, mình ăn chấm muối tiêu cũng rất là ngon. Nếu tôm khương, nếu mà ba khía sống á mà còn sống á, còn cái này là đã, cái này là để về cho mình trộn thôi. Còn ba khía nếu mà chúng ta mà luộc lên ăn giống như là nó ngọt, mà nói chung là thịt rất là nhiều, cái càng thịt rất là nhiều luôn. Đó, còn cái này là ba khía đã trộn rồi. Em thì lại không biết ăn ba khía trộn, mà em lại biết ăn ba khía mà luộc giống như ăn cua vậy đó, thì em biết. Các nhà thấy không? Bắt đầu đây đưa từ đây quay lại hết cái về này các nhà thấy không? Đó, nào. Dạ, nào là khô và khô. Con đi rạp đạo cô nào cũng kêu nhớ ghé một ký tôm khô, con mua cái này về đó, sơm nụ luôn. Đó, thì con muốn quay ở Bạc Liêu mình là có những cái mặt hàng để có nhiều người khi đến thì biết được là có những cái gian hàng bán gì tôm khô, đồ khô rất là nhiều luôn. Đó, rồi còn cá sặc nữa, quá là ngon luôn. Đi tới đây nè cả nhà, bánh đồ, khô lù đù, quá nhìn quá ngon luôn á. Nhìn vô là, ý thật sự ra là ai mà ghiền khô là nhìn vô là thấy là thôi, mê man luôn, quá là ngon. Đó tiếp tục nha cả nhà, đây là một dàn hàng khô ở đó. Rồi ở đây là những cái mặt hàng bánh bía rồi kẹo, cái này là để chúng ta đi mua về biếu cho những người thân. Ví dụ như mình không biếu khô, biếu cá này đó thì giống như bạn chúng ta chơi chung chúng ta biết mà. Có những bạn thì không biết ăn khô thì mình về mình biếu cho những cái gọi là bánh bánh bía nè, rồi những kẹo dẻo, kẹo dừa hay là kẹo chuối rồi này nọ là tùy theo thôi. Nói chung là mặt hàng bánh kẹo thì cũng rất là đa dạng.
Còn ở đây là cái nhà mình biết em rất là thích ăn cái này luôn, mình hấu thì cực là cấm dẹp nè, cái nhà đó nấu dưới nếp ăn nó dẻo rất là ngon. Giờ có thích ăn cái này không? Em rất là mê cái này luôn, cấm dẹp này nè, cấm dẹp á, mình nấu ăn cấm dẹp rất là ngon luôn, rất là mê cái này, ăn rất là mê luôn. Cái này là ở bên đường đường cách mạng tháng 8 cuối đường có chỗ mấy xe soi á, bán ngon lắm đúng không Quỳnh Cơ? Đó thì mình dạo đi cả nhà, chắc hết hàng sập khô chỉ có chữ phía ở dưới đó thôi. Còn một là cả nhà nhìn nè, ở Bạc Liêu á, đối diện mẹ Nam Hải Phật Đài là một dãy và cả nhà chợ rất là nhiều luôn cả nhà thấy không? Nhà chợ nào nhà chợ nấy nhìn rất là hoành tráng luôn, bự to giống như cái chỗ em ở cả nhà thấy hồi tối không? Cái sân bãi để xe không là để không biết bao nhiêu chiếc luôn á. Đó. Thì chúng ta thường thường á, chúng ta nếu mà chúng ta đi á, mẹ Nam Hải Bạc Liêu á thì chúng ta ở gần ở đây thì chúng ta sẽ đỡ đi xa hơn. Còn nhà chợ thì cũng rất là nhiều, một dãy ở dưới đây cũng có rất là nhiều luôn, qua cầu và phía trước ở dưới rất là nhiều luôn. Nhưng mà chúng ta ở đây thì có thể chúng ta đi qua băng qua đường thì sẽ gần hơn. Cái đợt trước em ở thì hơi xa chút xíu, nhưng mà đợt này thì em ở đây thì cái băng qua đường là tới liền luôn nha cả nhà. Thì mình dạo một vòng những cái tựa giống như Châu Đốc vậy đó cả nhà, thì cũng có những cái mặt hàng bán quần bán áo bán đồ lam đồ tay gần chùa mà. Dạ thì em là rất là thích những cái này nè cả nhà, mà không phải em thích cho em chơi đâu nha, nhưng mà em thích cho con em chơi đó. Thì cái anh nào mà gọi là hiện tại bây giờ là đang gà trống nuôi con rồi đó thì cứ liên lạc với em nha, nếu mà đúng gu em một cái thôi là em vô em làm mẹ kế. Mà mẹ kế mà em không phải mẹ kế giống như cái chị mà Vinh Vinh, không phải cái chị mà mới đang dụng xô nha. Nếu mà thật sự mà em làm mẹ kế là em cưng con cực kỳ luôn, từ cả nhà biết sao không? Tại vì em không có đẻ được, nên là nếu mà sẵn mà em vô nhà đấy, em về mà em ở chung một nhà mà người đó có sẵn đó, trời ơi em cưng dữ lắm luôn. Còn cái chị mà ở dạng cái chị kia mà mới dụng nước xì á cả nhà, thì cái chị đó chị nghĩ là chắc chị đẻ được. Nên là chị nghĩ... Còn trai sao? Cưng hai cho con đúng không? Cưng hai cho con luôn. Cưng thì nói chung là cưng cha là phải cưng con. Đó, bởi vì cái chị đó chỉ dở. Thì cái cô bé đó dở, không biết giữ. Mình thương cha là phải thương con. Vì lý do đó, cái đó là cái giọt máu của con mình, cái giọt máu của chồng mình đúng không? Dù không phải là con mình nhưng mà đã yêu cái người đó rồi thì chắc chắn thì cái người con mình đang giữ á, thì cái đó là gọi là một giọt máu của người mà mình yêu. Thì không thể nào mà mình ra những cái đồ mà theo kiểu mà giống như mà chơi theo cái đồ giật hoặc là chơi theo kiểu mà đấm bóc đồ được nha, tội lắm thấy nha. Đó, cái đó là không được. Bởi vì đừng có ai mà mắc trước cái chị đó nha cả nhà nha. Thí dụ bây giờ mình sau này mình sanh được một em bé khác đi, thì cũng cái đó là cũng là người con của chồng mình, thì bé bất hạnh, bé không được theo kiểu mà giống như là sao ta, không được gần cha gần mẹ, thì mình thương con mình 10 thì cũng thương người con đó 7-8 để chi mình bù đắp lại cái tình cảm. Thì sau này bé lớn lên nè, rồi đôi lúc là bé cũng thương mình khi mình đâu từ nhỏ. Bây giờ chắc chắn cả nhà mình cứ ai mà gà trống nuôi con về tay em hứa danh dự luôn, em thương giống như con đẻ của em vậy trơn. Tại chắc chắn là tất cả nha cả nhà nha, cả nhà nhớ nha cả nhà nha, nếu mà anh nào gà trống nuôi con thì hãy liên hệ với số điện thoại là 0902930570 nha cả nhà. Đó là Zalo và Viber của em luôn nha cả nhà. Đó, và em xin nói một lần nữa là các chị nào mà khi bắt đầu làm mẹ kế thì mình tập dừng với cái cuộc sống mới. Một người con bắt đầu là chưa bao giờ mà nằm trong lòng tay mình, nhưng mà em nghĩ là những đứa bé rất là dễ thương, tại vì khi mà gần các đứa bé đó nó hồn nhiên lắm, sẽ làm cho chúng ta từ từ đặt cái tình cảm vào. Mà em không biết cái chị đó chị sắt đá như thế nào mà chị nở lòng nào, chị xuống tay với nhỏ vậy đó. Là mẹ kế mẫu đấy, là mẫu vậy. Nếu cái chị đó mà anh đó anh vợ, nếu cái anh đó mà anh bỏ chị đó sớm mà anh qua anh cưới em một cái thì xuất sắc luôn, em nói thật sự luôn. Em nâng đứa con với lại chồng là em thương như trứng, em hứng như hoa luôn hết đó. Đi tiếp đâu rồi kìa. Không biết nấu cái này Quân Cơ, biết nấu này anh nấu này ngon. Anh thích cái này lắm Quân Cơ mà anh không biết nấu. Cũng vậy anh mê dữ lắm luôn. Đây cả nhà thì cũng giống như ở Châu Đốc nha cả nhà. Không biết nấu. Ủa cái đó là anh nấu rồi mà. Đâu, cái đó là sao không? Nấu phải biết cách nấu nở ra, không có bị sượng nữa. Mua gì là bóp bỏ không ăn thôi hả? À, phải nấu nữa, nấu lên nó nở ra nữa, giống như xôi vậy đó. Đó là xôi mà, cái dạng như cái hộp nếp mà đè dẹp ra, cấm dẹp á. Đó là dạng như giống như xôi, dẻo lắm. Biết không là anh ăn rồi nói gì nữa. Rồi nha, cái nhà thì giống như ở Châu Đốc nè, cái nhà thấy không? Và có những cái sạp bán mặt hàng quà, rồi những cái nón, rồi những đôi dép như vậy. Nói chung là nơi cái điểm chùa nào thì cũng có những cái mặt hàng buôn bán như thế này hết cả nhà. Nó tự như nhau. Đó, nón đồ này kia. Thôi giờ mình chủ yếu là mình quay sơ ở đây thôi, còn mình đặt vào là đặt vào cái khô.
thì về mình quay lại đó thì Hồng Lý sẽ mua khô cho mẹ, tại mẹ dặn Hồng Lý là mua cho mẹ khô mực mà mua cỡ lòng bàn tay thôi, bự quá mẹ không có thích nha. Lòng bàn tay là cỡ này nè, đó, cỡ này thôi đó. Nhưng mà không được mua nhiều nha, mua nhiều về mẹ giận. Mẹ em có con cái này cả nhà, dặn mua nửa ký thì mua nửa ký nha, mua một ký về không lấy đó mẹ em đó. Mua nửa ký bây giờ tại sao nhiều người thấy em đi đâu em hay hỏi mẹ mua cái đó không, mẹ lấy cái đó không, thì mẹ ừ em mới dám mua nha. Mà nếu em mua tự túc em mua về là mẹ em không chịu đó. Ví dụ mẹ mua cho mẹ cái đó là nửa ký nha con, ba lạng hay nửa ký cho con, mà mua đóng về một cái là mẹ em kêu tải đi liền, là cho sợ, không phải là không lấy lúc đó đâu, nhưng mà một lần cho anh sợ để anh không có mua nhiều nữa. À, đúng rồi chứ mà nếu mà nhận được một lần rồi là sẽ mua hoài cái đó luôn vậy đó. Bây giờ ăn thì đầu tiên đúng rồi, cái đó là mình bước qua rồi. Sao cái quay các bạn chị sáng như vậy bé, trời ơi bé điện thoại chị hay gì, bé còn xây ke hả bé, trời ơi là trời. Ồ sao con này còn bự quá vậy Hiếu. Rồi nè, thì bây giờ là cái chị ở chị đầu tiên đâu là cái gì nào nè, thì chị này lúc nè đó. Dạ thì em đi lên cái hàng đầu tiên nha chị nha. Mấy anh có đăng ký kênh Sức Sống Mới giùm em nha mấy anh. Em cũng em thường quay chùa, quay du lịch, quay này nọ nha. Ủng hộ giùm kênh Sức Sống Mới nha. Subscribe và đăng ký nha. Rồi, cái nào em mua đi. Dạ. Thì em coi trước là mẹ em dặn mua khô mực ở lòng bàn tay là cái này. Dạ. Khô mực này là bao nhiêu một ký hả chị? 550. Dạ. Rồi cả nhà ơi thì em chuẩn bị em mua thì xuống máy chút xíu nha cả nhà. Thì em nghĩ là cái này là cái giá cả có sẵn rồi, thấy quay hết thì người ta đều để giá cả hết. Giống như cả nhà mình á, sau này mà mình mua tôm khô thì nó có nhiều cái mình khó so sánh lắm, nhưng mà chỉ có những người bán thật thà và mình biết được thì mới được. Ví dụ cả nhà thấy tôm nhỏ như vậy tại sao mà giá 550 đi ha, mà có thể là con tôm bự thật là bự luôn chỉ có giá 600 thôi. Nhưng mà tôm thì cả nhà có biết mà, ví dụ mình đi mua ở ngoài cũng vậy, có những cái tôm thiên nhiên nè, tôm thẻ, tôm đất, rồi tôm sú, ví dụ như vậy. Nên vì vậy là chúng ta không thể nào mà nhìn con tôm rồi định được cái giá được hết, mà mình phải biết được là con tôm đó là nó là con tôm gì thì cái giá nó như thế nào. Giống như là mình đừng có ham bự mà rẻ thì con tôm nó nhìn nó bự ở ngoài, nhưng mà khi mà chúng ta nấu vào á thì nó sẽ mau mềm, vì nó không có chắc, tôm thịt nó không có chắc á, nên mà nhai nó sẽ mau mềm. Còn những con tôm nhỏ nhưng mà thực chất là cái nhà mình nấu vô trong nó là có chất ngọt nhưng mà nó vẫn còn dai, là lý do là con tôm nó nhìn nó con tôm nó chắc, và con tôm nó là tôm đất như cả nhà nha. Đó, ví dụ như em nói, ví dụ em không nhớ là con tôm này là con tôm không ngon, em nói ví dụ có những con tôm nó bự như thế này nè cả nhà thấy không, nhưng mà nó không chắc á thì cái giá nó cũng rất là rẻ luôn. Ví dụ như 500.000 cũng có nữa. Đó, những con tôm như thế này. Nhưng mà chúng ta chỉ cần bỏ vào canh hay là chúng ta bỏ vào những gì chúng ta nấu á, thì con tôm nó sẽ mau mềm, thịt nó không có cứng. Cái gì nó không có khô nhiều á thì nó không có cứng, thì chỉ cần nó vô nó gã ra liền. Còn mấy tôm ở đây thì từng cái nhà mình cứ thường nghe nó là tôm khô Cà Mau mà. Đó, đặc biệt là tôm Cà Mau hoặc là cua Cà Mau thì rất là nổi tiếng. Nên vì vậy là, nhưng mà nổi gì nổi chứ mình phải mua đúng chỗ, chứ mình mua không đúng chỗ thì nó nổi đi đâu luôn. Nó nổi lên bền luôn á nha cả nhà. Tại vì cái chỗ nào buôn bán thì cũng có những nơi buôn bán mà gọi là thiệt tình, và có những cái người ta cũng đặt cái lợi nhuận vào nhiều hơn. Thì nói chung là chỗ nào cũng vậy, không riêng gì Cà Mau, không riêng gì Sài Gòn, mà không riêng gì bất cứ tỉnh nào hết trơn. Chúng ta mua chỗ nào mà quen thuộc và chúng ta cảm thấy khi lại buôn bán chúng ta để ý chút xíu thì kỹ chút xíu thì chúng ta sẽ không bị lầm nha cả nhà nha. Thôi bây giờ là em sẽ xuống máy để em lựa cho nó thoải mái nha cả nhà. Đó, bây giờ là em mua này chứ em đâu có nấu cơm nấu nước đâu, ở nhà mua về tặng người nửa ký loại này rồi người chút cái kia cho nó vui, rồi mình đi xa về mà. Rồi mua cho em xin la một ký, bây giờ mình bận tặng em nửa ký ở xóm giềng rồi đó. Đó, dạ. Yeah. Mẹ chồng em nha cả nhà nha, tại vì bà bán đây giờ ủng hộ bà đó cả nhà, mẹ chồng em. Năm sau cưới mà giờ em biết mặt chồng em là gì. Chắc chú ô. Dạ, sao chị biết em? em đi qua hôm qua giờ xuống cha Diệp á. Dạ em cũng cha Diệp với lại mẹ Quan Âm Phật Đài. Dạ đúng rồi. Dạ đó là. Rồi nha cả nhà, giờ đang cưng tiếp nha cả nhà. Để em mua lù đù nè, với ba khí nè, với lại khu mực. Thì lù đù này cái này mua để về biếu, còn ba khí mua cho chị Dào, còn khu mực mua cho mẹ. Chứ em thì em không có nấu nướng nên em cũng không có biết mua cái gì để ăn hết á.
Dạ. Dạ. Vậy hả chị? Trời ơi, nghe vui quá. Rõ ràng là cái kênh mày quay xấu kìa má. Đó, hoài đẹp hơn á, mày chỉnh cỡ nào vẫn có hoài đẹp hơn. Thì cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, dạ. Có cần khiên phụ không chú? Dạ, đây con khiên phụ cho. Dạ, con mang đuổi thấy chưa? Buôn bán cực khổ với sợ luôn á, khó. Mấy khổ khó khăn ghê vậy, nguyên cái sạp cô quá trời. Hả? Dạ. Con có lấy cho con cái kia 4 bịch đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. 4 bịch. Ra về không? Rồi có lấy gì nữa không nha, về là mẹ nha, về là đi qua mẹ Đông Hải luôn đó nha. Cả nhà mình sẽ đón xem qua mẹ Đông Hải nha cả nhà nha. Vì cái clip này tụi em up lên là tụi em trên đường đi qua mẹ Đông Hải sẽ live stream. Dạ con biết rồi, con trả tiền liền, mẹ kêu quá trời, mẹ chồng gì đâu mà sợ con dâu trốn hay gì nè. Đây nè mẹ ơi. Ba chồng được không? Ba chồng mẹ chồng mà mấy chồng xong đâu chứ. Giờ con không biết chồng con nằm ở đâu nữa đó. Đây nè chị. Rồi nha cả nhà, bây giờ là chúng em sẽ kết thúc lúc tại đây. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành cùng Cất Sống Mơ Số Sống Mới, cũng như là thương yêu Cất Sống Số Sống Mới nha cả nhà. Bây giờ là chúng em sẽ kết thúc clip này xong là chúng em sẽ qua bên mẹ Đông Hải sẽ live trực tiếp cho cả nhà mình xem khi đến nơi thiền môn nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại.